Anh chị em yêu dấu, đã có lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể tìm tình yêu ở những điều khác ngoài Chúa. Nhưng rồi chúng ta nhận ra rằng không ai có thể yêu chúng ta bằng một tình yêu, mặc dù chúng ta ra sao thì Chúa vẫn yêu, phải không ạ? Mặc dù chúng ta như thế nào Ngài vẫn yêu, mặc dù chúng ta tội lỗi, chúng ta ghê gớm, chúng ta xấu xa thì chúng ta đến với Chúa, Ngài vẫn yêu chúng ta. Mặc dù cuộc đời tôi đã từng trải qua những tan nát thế nào, Chúa Ngài không bỏ tôi ra mà Ngài ôm tôi vào. Không bao giờ Chúa Ngài bỏ cuộc với cuộc đời của tôi. Không bao giờ Ngài quên tôi dù một giây phút nào. Và ngay thì giờ này, nếu có thể khóc được nhiều hơn nữa, tôi sẽ hòa khóc với một mình Ngài. Dường như sự hiện diện của Chúa Ngài đang vây phủ lấy tôi. Dường như sự hiện diện của Chúa Ngài đang bao bọc lấy anh chị em ngay thì giờ này. Chúng ta sẽ đến với Chúa, lòng con cúi dâng lên Ngài với tất cả lòng thán dương ngợi khen Chúa. Cảm ơn dâng cao vời Chúa ơi, tình yêu rất lớn của Ngài. Tôi thách thức tất cả anh chị em hãy một lần nữa tuôn đổ. Hãy suy niệm về tình yêu của Ngài trên thập tự giá. Vì Ngài đã thực sự tuôn huyết vì chúng ta, cứu chuộc lấy chúng ta. Bàn tay của Ngài đã giang ra và kìa, người ta đóng đinh vào. Người ta đóng đinh vào tay của Chúa. Máu Ngài tuôn đổ trên thập tự giá để cho chúng ta được sống, để cho ngày hôm nay chúng ta được ở đây và nói lời thờ phượng Chúa. Ngài đã thực sự vì chúng ta, vì tình yêu. Trả lời xứng ca với bao nhiêu tâm tình thiết tha, vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quý. Lòng con cúi dâng lên Cha, tôn nghiêm ngàn năm vinh hoa.
thể nào những con người nhỏ bé ở tại nơi đây, và lời hát nhỏ bé của họ có thể vươn đến thiên đàng, là bởi vì Chúa Ngài đã vươn đến chúng con rồi. Vì Ngài đã không đoái đến chúng con là những người tội, nhưng Ngài đoái đến chúng con là những người Chúa yêu, và Ngài bất chấp những tội lỗi của chúng con mà yêu lấy chúng con. Và rồi Chúa ơi, chúng con không thể vươn đến Ngài bằng mọi giá, nhưng Chúa Ngài vươn đến chúng con. Ngài đã vươn đến chúng con từ hơn 2000 năm trước trên cây thập tự giá, và Ngài mỗi ngày theo đuổi cuộc đời chúng con để Chúa ơi, Ngài gặp gỡ mỗi cuộc đời của chúng con. Ở tại nơi chúng con cần Chúa nhất, Ngài đang gặp gỡ chính chúng con. Ở tại nơi đây, Ngài đang rờ chạm đến chúng con. Một lần nữa Chúa ơi, con mời Ngài đến và thanh tẩy tấm lòng của anh chị em chúng con, những người đang hiện diện trước mặt Chúa. Chúa, con biết rằng chúng con còn rất nhiều điều ngăn trở, còn rất nhiều điều khiến chúng con xa cách Ngài mỗi một ngày. Dù lòng của chúng con muốn lắm, nhưng đôi khi chúng con còn phải vấp vào những tội lỗi mà chúng con không thể tránh được. Buổi tối hôm nay, lời Chúa một lần nữa kêu gọi chúng con rằng của lễ ăn năn thống hối Chúa Ngài vui lòng nhận lấy. Và sự ăn năn thống hối của chúng con, Chúa không bao giờ khi dễ cả. Anh chị em yêu dấu, ngay thì giờ này tôi muốn tất cả anh chị em chúng ta đặt tay lên ngực một lần nữa, kiểm tra tấm lòng của mình. Lời Chúa nói rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của anh chị em hơn hết, bởi vì các nẻo sự sống ra từ tấm lòng. Có một điều nào, có một ý tưởng nào, có một tấm lòng nào đó đang có một điều xấu nào đó dấy lên, hay trong những ngày qua chúng ta đối diện với một điều nào mà chúng ta đã làm không vui lòng Chúa, hay một lần nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn ăn năn trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin Ngài hãy thanh tẩy tấm lòng của chúng con, giúp đỡ cho chúng con ngay thì giờ này. Chúa ơi, tạo nên trong chúng con một tấm lòng ngay thẳng trong sạch trước mặt Chúa. Con cần Ngài, và chỉ một mình Ngài có thể chạm vào tấm lòng này, thay đổi tấm lòng này, giúp cho chúng con tan vỡ ngay thì giờ này. Xin Chúa Ngài đến ngay thì giờ này, lạy Chúa yêu dấu của chúng con, tuôn đổ trên tất cả anh chị em của chúng con ngay thì giờ này, lạy Chúa của chúng con, để những ai cần phải tuôn đổ ngay thì giờ này, xin hãy giúp họ tuôn đổ. Để những ai trong sự tan vỡ cần phải được tan vỡ, xin Chúa Ngài giúp cho họ tan vỡ. Để những ai đến với Chúa bằng một vỏ bọc nào đó, bằng một rào cản nào đó, xin Chúa giúp cho họ để họ vượt qua, để đến gần Ngài hơn. Chúa Ngài giúp đỡ anh chị em chúng con buổi tối hôm nay đang đứng trước mặt Chúa. Nếu ai trong chúng con còn cầm giữ lòng mình lại với Ngài, và lâu lắm rồi không thể Ngài để cho Ngài hành động tự do trong tấm lòng của họ, xin Ngài hãy tự do hành động ngay từ giờ này. Hỡi Đức Thánh Linh, ban phước trên chúng con, rời chạm đến chúng con.